Tối qua, lực lượng công an tỉnh Phú Yên đã bắt giữ Nguyễn Quốc Nhật, sinh năm 1978 ở Đà Nẵng, nghi phạm đập trụ ATM trộm tiền, đang trên đường lẩn trốn. Qua kiểm tra xe khách biển số Quảng Nam dừng lại tại địa phận huyện Tuy An, cảnh sát đã bắt giữ Nguyễn Quốc Nhật. Qua đấu tranh, đối tượng này khai nhận đã gây ra vụ trộm cắp tại một trụ ATM ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt giam Nguyễn Quốc Nhật về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, khuya ngày 23 tháng 3, Nhật mang xà beng, găng tay, cắt nguồn điện rồi chui vào trạm ATM ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng để cậy két. Nhật dùng máy cắt để phá két, lấy được hơn 175 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này, Nhật lại tiếp tục mang nạp vào tiền ảo và thua sạch.